Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là hươu cao cổ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng ngựa vằn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng ngựa đen. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Đầu tiên là màu hồng nha, mọi người màu hồng nha. Bây giờ sẽ đến màu xanh nha. Mọi người ơi, bây giờ sẽ là màu xanh nha mọi người. Giờ mình chọn màu đỏ nha mọi người. Nhớ màu đỏ nha. Bây giờ sẽ là màu đỏ nha. Sau màu đỏ sẽ tiếp tục là màu vàng nha mọi người. Mọi người bây giờ mình sẽ chọn màu vàng nha. Màu dạ vàng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chọn màu tím nha mọi người. Mọi người mình chọn màu tím nha. Thank you.
mình xỏ phần màu xám này. Màu xám đây nha mọi người. Mọi người đây là màu xám nha. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn ơi, vòng của mình đây đã hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Xem con.